Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương gặp nhiều sự cố bất ngờ phát sinh khiến bạn buồn chán, không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Bạn cảm thấy khá uể oải, đầu óc không thể tập trung làm việc trong hôm nay dù công việc vẫn đang rất giang dở. Hãy cho bản thân khoảng lặng để thả lòng tâm tính. Đến lúc quay lại làm việc sẽ thấy hứng khởi hơn đường tình duyên của bạn có vẻ chưa được tốt khi thái độ của bạn khá thờ ơ trong quan hệ tình cảm, đôi khi khiến người khác bị tổn thương. Và chính điều này cũng khiến bạn khó có được một mối quan hệ tốt đẹp. Tài chính của bạn hôm nay không được thịnh vượng cho lắm nhưng nó không quá mức túng thiến khiến cho bạn phải lao đao lo lắng. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 53 và 76. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 11 tháng 12 năm 2022 cho thấy Kim Ngưu có một số niềm vui nho nhỏ và cũng có chút thời gian dành cho riêng mình. Vì đang là cuối tuần nên Ngưu Nhi khá nhàn nhã, thoải mái làm những việc mình muốn. Công việc trong tuần đều được giải quyết ổn thỏa nên bạn không có gì vướng bận trong ngày hôm nay. Mối quan hệ của chòm sao này với nửa kia vẫn đang duy trì được mức ổn định tốt đẹp. Cả hai chia sẻ với nhau mọi việc lớn nhỏ để cùng đối mặt và giải quyết. Vận tài chính ổn và có phần khấm khá đủ để bạn hài lòng. Thế nhưng nếu có dự định mua sắm, bạn cũng phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thu trong những ngày cuối năm. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 18 và 69. 3. Cung song tử song tử cảm thấy mình có nguồn năng lượng tràn trề trong ngày này. Bạn tự mày mò làm đủ thứ theo sở thích đó là cách bạn giải tỏa tinh thần sau một tuần làm việc mệt mỏi. Một số công việc còn tồn động trong tuần đã được bạn giải quyết sạch sẽ và trơn tru. Chẳng còn gì khiến bạn vướng bận trong ngày cuối tuần này nữa cả. Chuyện tình cảm của song song đang hết sức ngọt ngào. Dường như đi tới đâu bạn cũng được chú ý và ngưỡng mộ, nên bạn có vẻ rất hưởng thụ. Đường tài lộc của bạn trong hôm nay không có sự thăng tiến. Bạn vẫn an phận với công việc chính và nguồn thu từ lương. Con số may mắn của song tử ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 63 và 78. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải đang cảm thấy cô độc và cảm giác cô đơn trào lên mạnh mẽ trong bạn khi khó hòa nhập với mọi người. Có lẽ bạn cần phải có người dẫn dắt chỉ lối trong công việc của mình, khi ấy bạn mới có thể tìm được đúng con đường mình cần đi và tận dụng tối đa nguồn năng lượng sẵn có của mình đúng lúc đúng chỗ. Các bạn độc thân dường như đang tự bó hẹp các mối quan hệ của mình. Nếu muốn cuộc sống thi vị hơn có lẽ bạn cần đánh đổi một chút giữa thời gian cho công việc và thời gian cho chuyện tình cảm. Chòm sao này cũng nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng cầu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay. Con số may mắn của cự giải ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 22 và 62. Nam cùng sư tử theo tử vi ngày mới sư tử đón nhận ngày mới của mình khá chủ động và bạn hoàn toàn có được sự vui vẻ cần thiết có lẽ thời gian gần đây bạn lo nghĩ quá nhiều việc chưa thực sự cần thiết nên công việc cũng có những xáo trộn không nhỏ vì vậy hôm nay là ngày bạn nên thực hiện lại các kế hoạch công việc của mình tốt hơn và đúng kế hoạch hôm nay là thời gian thích hợp để hâm nóng chuyện tình cảm của hai bạn các bạn còn độc thân thì hãy luôn mở lòng mình với những người bạn mới nhé, biết đâu lại gặp ai đó đấy. Trong ngày mới hôm nay nhiều khả năng sẽ có được những cơ hội tốt đẹp và bạn hoàn toàn có được các cơ hội kiếm tiền hoặc có người gợi ý hợp tác đầu tư. Con số may mắn của sư tử ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 64 và 88. 6 cung sử nữ tử vi phương tây cho thấy sử nữ cần một chút động viên từ người thân để thêm tự tin về con đường mình đang đi đừng ngần ngại chia sẻ với mọi người nhé rất có thể sẽ có những điều bạn cần phải tốn nhiều công sức để đạt được nhưng những gì sắp đạt được sẽ là động lực cho bạn trong ngày hôm nay chuyện tình cảm của bạn khá bình lặng và ổn định bạn cũng không đòi hỏi nhiều ở mối quan hệ hiện tại nên nó hoàn toàn có thể tạo nên một tâm lý ổn định và dễ chịu trong ngày mới này. Hôm nay tình hình tài chính của bạn không được tốt lắm. Các hạng mục đầu tư chưa thu được lợi nhuận. Con số may mắn của xử nữ ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 21 và 55. 7 cung thiên bình thiên bình có thể sẽ đối mặt với khá nhiều những vấn đề đau đầu trong ngày này bạn nên giữ cho mình một tinh thần thoải mái sảng khoái như vậy mọi chuyện mới có thể được hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất chòm sao này buồn phiền vì chuyện tình cảm tình yêu đến rồi lại đi trong khi bạn lại ghét sự bấp bênh bất ổn như hiện tại và luôn khao khát sự ổn định Ngày này bạn có thể sẽ đưa ra quyết định sai lầm về tiền bạc, dẫn đến mất một khoản tiền không nhỏ. Nếu không tiết kiệm từ bây giờ thì có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 12 và 36. 8 cung bọ cặp bọ cặp có thể gặp mâu thuẫn với chính bản thân mình thường thì chuyện này chẳng mấy khi xảy ra cả nhưng vào ngày này bạn không rõ mình thực sự muốn gì vì đang là ngày nghỉ nên có những điều bạn thấy mình cần phải làm nhưng bạn chẳng thấy có hứng thú bắt tay vào công việc bạn quyết định cứ dẹp mọi thứ qua một bên hôm sau tính tiếp các cặp đôi vẫn bình yên như mọi ngày, hai bạn không trải qua sóng gió như nhiều đôi khác nhưng lại thiếu chút gì đó hâm nóng tình cảm và tạo điểm nhấn. Sức khỏe của chòm sao này ngày hôm nay có phần dễ chịu. Thời tiết không còn hanh khô nên da rẻ của bạn cũng không bị khô giáp nhiều nữa. Con số may mắn của bọ cặp ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 76 và 88. 9. Cung nhân mã nhân mã cảm thấy có một chút bồn chồn lo lắng xuất hiện trong lòng mình. Hôm nay bạn chẳng yên lòng làm việc gì cả, lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Bạn phát hiện vấn đề của bản thân là gì, nhưng cũng chẳng muốn động tay vào xử lý. Đường tình duyên của các bạn độc thân hôm nay không thực sự tốt. Một vài người ngỏ ý làm quen nhưng bạn lại không thấy thành ý ở họ, cho rằng họ chỉ muốn tán tỉnh cho vui nên bạn đều từ chối. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút nếu như không muốn gặp những bất lợi khi bệnh tình trở nặng. Hãy chăm sóc sức khỏe ngay khi có những bất thường. Con số may mắn của nhân mã ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 30 và 82. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma kết cảm thấy đầu óc của mình hôm nay khá nhẹ nhàng, không có quá nhiều điều phải quan tâm và lo lắng. Công việc không có gì phải phàn nàn cả, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm nghỉ ngơi trong ngày chủ nhật này. Nhân duyên của chòm sao này thuận lợi, bạn không có nhiều lo lắng cho lắm khi đang có được các cơ hội tốt để tìm kiếm nửa yêu thương. Tình yêu sẽ giúp bạn cảm thấy hào hứng hơn với công việc của mình và thêm yêu cuộc sống. Tài chính duy trì ở mức ổn định nên kết kết không phải quá lo lắng. Chi tiêu có kế hoạch rõ ràng cũng giúp bạn tiết kiệm được khoản không nhỏ. Con số may mắn của ma kết ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 33 và 89. 11 Cùng Bảo bình tử vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình muốn tỏ ra mình là một người thật hào phóng nhìn thấy ai gặp khó khăn bạn cũng muốn giúp đỡ vẫn còn mấy hạng mục công việc có vẻ phức tạp chưa giải quyết hết nhưng hôm nay đang là ngày nghỉ rồi cứ bỏ chúng ở đấy và nghỉ ngơi đi đã dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng hơn hết ngày này nếu có ai đó rủ dê bạn đi chơi hay tụ tập thì đừng vội từ chối nhé biết đâu bạn sẽ gặp được nửa kia của mình trong những buổi hẹn đó. Đừng quên rèn luyện thể lực thường xuyên. Vì như thế mới giúp cho tinh thần của bạn lạc quan hơn khi đối mặt với vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 77 và 82. 12 cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư bỗng trở nên bốc đồng hấp tấp dễ nóng giận vội vàng trong ngày này có thể nguyên tắc của bạn đưa ra không phù hợp với người khác nên trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa cả hai bạn nên lắng nghe và tiếp nhận thông tin đa chiều chứ đừng chỉ chăm chăm với ý kiến chủ quan những cặp đôi dễ nảy sinh bất hòa trong ngày này có thể đối phương chưa hoàn hảo nên góp ý nhẹ nhàng chứ đừng trách móc mà làm tổn thương tình cảm của nhau. Chòm sao này không gặp may trong chuyện tiền bạc cũng tại cái thói quen mua sắm tùy hứng của bạn mà ra. Hãy sớm thay đổi thói quen này để bảo vệ túi tiền của mình nhé. Con số may mắn của song ngư ngày 11 tháng 12 năm 2022 là 23 và 65.